Financial Times, nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi vàng để tìm đến tiền số. Financial Times trích dẫn số liệu của Bloomberg, các quỹ ETF vàng đã bị rút ròng hơn 10 tỷ đô la, con số lớn nhất trong năm nay, và lượng vàng thỏi của các quỹ nắm giữ cũng bị bán ra. Trong khi đó, Bitcoin đã tăng giá gấp đôi là leo lên mức cao kỷ lục là 67.000 đô la. Nhà đầu tư đang bán tháo vàng để đổ tiền vào tiền số khi lạm phát gia tăng. Financial Times nhận định, họ đang chạy trốn khỏi loại tài sản được coi là kho lưu trữ giá trị để mua loại tài sản ảo mới chỉ ra đời chưa đầy một thập kỷ. Theo số liệu của Bloomberg, các quỹ ETF vàng đã bị rút ròng hơn 10 tỷ đô la, con số lớn nhất trong năm nay, và lượng vàng thỏi mà các quỹ nắm giữ cũng bị bán ra. Tính đến ngày 20 tháng 10, giá vàng trong năm nay giảm 6,1%, xuống 1.782 đô la một ao. Trong khi đó, Bitcoin đã tăng giá gấp đôi là leo lên mức cao kỷ lục 67.000 đô la trong tuần này. Một số nhà đầu tư đã coi Bitcoin cùng các loại tiền số khác là một loại tài sản phòng hộ lạm phát, ngay cả khi đợt lạm phát nghiêm trọng chưa xảy ra. Các trader vàng kỳ cựu cũng cho biết diễn biến thị trường đang thay đổi. John Hathaway, giám đốc danh mục đầu tư tại Spot Asset Management cho biết, chiến lược của chúng tôi đang không mang lại lợi nhuận. Đám đông đầu tư Bitcoin đang nhận thấy điều tương tự giống với tôi về rủi ro lạm phát vì các ngân hàng trung ương ồ ạt in tiền. Từ lâu, vàng đã được coi là một loại tài sản có khả năng phòng hộ trước tình trạng sức mua đối với những đồng tiền pháp định như đồng đô la sụt giảm. Nhu cầu tăng mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu tắc nghẽn và những đợt kích thích của các ngân hàng trung ương đã làm dấy lên nỗi lo về lạm phát, vốn là yếu tố thúc đẩy thị trường vàng. Tuy nhiên, quan điểm này không còn phổ biến trên thị trường tài chính. Đồng đô la mạnh lên cùng diễn biến của nền kinh tế Mỹ và giá vàng sụt giảm trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm các loại tài sản khác để phòng hộ. Mohammed El Arian, chủ tịch trường Queen College và trưởng bộ phận cố vấn kinh tế của Alian nhận định, nhà đầu tư đang có xu hướng coi Bitcoin như một công cụ để đa dạng hóa các danh mục đầu tư. Lạm phát là chất xúc tác. Bitcoin đang hút dòng tiền khỏi vàng. Paul Tudorjon, giám đốc quỹ phòng hộ Allianz, nói với CNBC hôm thứ Tư rằng ông thích tiền số hơn vàng với vai trò là hàng rào chống lại lạm phát. 1.100 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã tham gia nghiên cứu về tài sản kỹ thuật số của nhà đầu tư tổ chức được Fidelity thực hiện. Họ nhận định việc Bitcoin thiếu tương quan chặt chẽ với các loại tài sản khác và tiềm năng với vai trò là hàng rào chống lạm phát đã làm tăng mức độ phổ biến của đồng tiền này. Hơn một nửa số quỹ phòng hộ được khảo sát ở châu Âu và Mỹ cho biết lạm phát gia tăng là động lực chính thu hút họ với tài sản kỹ thuật số. 8 phần 10 nhà đầu tư được khảo sát chia sẻ danh mục đầu tư của họ có tiền số. Trong tháng này, các nhà phân tích của JP Morgan cho hay nhà đầu tư tổ chức dường như đang quay trở lại với Bitcoin. Có thể họ đang coi đồng tiền này là một biện pháp phòng hộ tốt hơn vàng. Bitcoin ra mắt vào năm 2009, trong khi vàng đã được giao dịch trong nhiều thiên niên kỷ. Những người ủng hộ tiền số cho biết tiềm năng của Bitcoin trở thành hàng rào chống lạm phát chính là tính hữu hạn. Nguồn cung Bitcoin chỉ có 21 triệu đồng Bitcoin. Yếu tố này trái ngược với các biện pháp in tiền ồ ạt mà các ngân hàng trung ương đã thực hiện để ứng phó với tác động của đại dịch. Một số nhà đầu tư cho biết diễn biến của vàng sẽ thay đổi nếu lạm phát vẫn diễn ra. Mối lo ngại về lạm phát đang làm suy yếu niềm tin vào nhận định của Fed rằng giá cả tăng cao chỉ là nhất thời và các nhà hoạch định chính sách đang muốn thắt chặt chính sách tiền tệ. Song, họ cũng chỉ ra rằng thời gian hoạt động của Bitcoin chưa đủ dài và giá liên tục biến động làm giảm độ tin cậy khi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Hathaway cho hay, nếu chiến lược đặt cược vào vàng của tôi là đúng, thì tôi nghĩ rằng vàng sẽ có khả năng tăng giá đáng kể. Bitcoin to the moon, phút huy hoàng rồi vụt tắt hay khoảnh khắc lịch sử của một loại tài sản thế hệ mới sắp được công nhận. Những người đặt trọn niềm tin vào Bitcoin đang phấn khích tột độ, nhưng liệu niềm vui này có kéo dài lâu hay không? Tờ Bloomberg dành những từ như phấn khích tột độ, niềm vui khôn tả xiết hay sự sung sướng không thể kiềm chế để nói về tâm lý của các nhà đầu tư Bitcoin vào lúc này. Đồng tiền số lớn nhất trên thế giới vừa thiết lập mức giá cao kỷ lục chưa từng có, tiệm cận mức 67.000 đô la. Kỷ lục này được thiết lập nhờ sự kiện quỹ giao dịch trao đổi dựa trên hợp đồng Bitcoin kỳ hạn tương lai, hay còn gọi là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên ở Mỹ, Rose Bitcoin Strategy ETF, gọi tắt là PITO,
bắt đầu giao dịch từ ngày thứ ba, ngày 19 tháng 10. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cải tiến của Bitcoin hướng tới một xu hướng chính hấp dẫn hơn. Đồng tiền số này đã tăng 120% trong năm 2021 và với một vài người vẫn đặt trọn niềm tin vào Bitcoin, mức giá 100.000 đô la trên một Bitcoin là hoàn toàn có thể trong tương lai. Một thực tế hiển nhiên là giá Bitcoin đã chứng kiến nhiều thăng trầm và trong lần này, Bitcoin không chỉ phục hồi, nó còn đạt mức giá cao nhất mọi thời đại. Nói theo những người theo chủ nghĩa Bitcoin là ATH, viết tắt của cụm từ On Time High, để dằn mặt những người hoài nghi. Bitcoin đã bước vào năm 2020 và trở thành tài sản tốt nhất thập kỷ. Giá đồng tiền số này đã tăng 300% vào năm ngoái và tiếp tục tăng vào đầu năm nay trước khi giảm mạnh vào mùa hè, khi có nhiều lo ngại tại thị trường Mỹ và Trung Quốc. Có lúc, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 30.000 đô la. Sau đó, Bitcoin đã hồi phục phần nào khi các nhà đầu tư vẫn vững tâm lý trước những lệnh cấm và trừng phạt khác nhau của chính phủ Trung Quốc. Thậm chí, họ còn thêm phần lạc quan rằng dường như các nhà chức trách Mỹ đang điều tiết theo hướng sẽ không bóp nghẹt thị trường tiền số. Hiện tại, với nhu cầu tăng mạnh với ETF, ngày càng nhiều dự đoán Bitcoin sẽ được chấp nhận rộng rãi hơn nữa và giá đồng tiền số này dự đoán sẽ còn đạt kỷ lục nữa. Trên thực tế, suốt nhiều năm qua, các chuyên gia đều cho rằng việc các nhà chức trách phê duyệt niêm yết ETF Bitcoin sẽ mở ra cơ hội đầu tư liên quan tới tiền điện tử cho các nhà đầu tư chính thống. Hiểu một cách đơn giản, ETF Bitcoin có thể được xem là một sự công nhận về mặt pháp lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn non trẻ. Hiện tại, cảm tình đang rất cao trong toàn ngành công nghiệp này. Có quá nhiều động lực đằng sau Bitcoin thời điểm này. Sadai Rani, đồng sáng lập công ty tư vấn tiền số Makara cho biết, sự lạc quan đã gia tăng ở mọi ngõ ngách của phố Wall. Ngân hàng Mellon, Goldman Sachs và Morgan Stanley đều là những công ty đang cung cấp các dịch vụ liên quan tới tiền số. Don Fitzpatrick, giám đốc đầu tư của Soros Fund Management, nói rằng công ty của bà cũng nắm giữ một lượng tiền số. Chưa hết, Lord Blankfein, cựu CEO Goldman Sachs, cũng là một trong những người ngầm ủng hộ tài sản này. Khi được hỏi về tiền số, Lloyd nói rằng có rất nhiều thứ trong thế giới này đã làm rất tốt. Một thị trường vượt giá trị 2.000 tỷ đô la sẽ đối mặt với tất cả những cơn bão về quy định. Có rất nhiều người thực sự không thích và thậm chí thích thú khi nó sụp đổ. Tuy nhiên, với tiền số, có thể không phải ngày nào cũng phát triển mạnh mẽ, nhưng chưa có ngày nào trong thời điểm gần đây có biểu hiện như nó sắp lụi tàn cả. Dựa trên tỷ lệ lãi trung bình trong 3 năm qua với nhiều loại tài sản, gồm cả các cổ phiếu nhóm FAANG như Facebook, Apple cũng như vàng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, Bitcoin có thể đạt 5.000 tỷ giá trị thị trường vào đầu năm 2024. Tính toán này dựa trên tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tới 103,5% của nó. Việc Bitcoin có thể đi đến đâu trong tương lai còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của các nhà đầu tư khi đạt mức giá trên 65.000 đô la. Trong quá khứ, đồng tiền số này đã có xu hướng bị bán tháo sau những đợt giá lên đỉnh khi nhà đầu tư tìm cách rút tiền ra. Nếu có thể vẫn giữ được mức giá cao, tất cả các tín hiệu cho thấy nó sẽ đạt được mức giá cao hơn nữa. Nếu đà tăng còn tiếp diễn, không ngoài khả năng giá Bitcoin có thể đạt 80.000 đô la. Tôi nghĩ rằng mức 100.000 đô la trong năm nay khá lạc quan, nhưng mọi thứ chỉ có thể mà thôi. Một vài chuyên gia phân tích khác thậm chí dự đoán mức giá Bitcoin sẽ đạt trên 100.000 đô la. Chuyên gia Tom Lee nói rằng PITO có thể hút 50 tỷ đô la dòng tiền trong năm đầu tiên. Bản thân Bitcoin sẽ đạt mức giá 168.000 đô la. Trong số những động thái táo bạo nhất, Michael Saylor, tín đồ Bitcoin nổi tiếng, giám đốc điều hành của MicroStrategy, hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc lên đình cho những người tin tưởng vào Bitcoin nếu giá của đồng tiền số này đạt 100.000 đô la. Dẫu vậy, như lịch sử đã chứng minh, Bitcoin hoàn toàn có thể giảm giá. Đồng tiền số này đã bị bán tháo sau những khoảnh khắc quan trọng trong quá khứ, bao gồm việc niêm yết hợp đồng tương lai BTC trên CME vào tháng 12 năm 2017 và việc Coinbase Global IPO trên Nasdaq vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, dù Bitcoin có bị bán tháo đi chăng nữa, có lẽ cũng không bị giảm mạnh và lâu như trước bởi chúng ta đang trong một vòng quay thị trường. Noe Akerson, Chủ tịch Genesis Global Trading, nhận định.